Kỷ nguyên Ronaldo, Messi là một trong những giai đoạn đáng xem nhất của bóng đá. Kỷ nguyên mà người ta được chứng kiến hai con người vĩ đại tạo nên những điều không tưởng trong thế giới này. Trong thời đại của hai vĩ nhân kiệt xuất đó, ta được chứng kiến họ giành mọi danh hiệu cao quý, sô đổ biết bao kỷ lục, gánh đua nhau không ngừng nghỉ để thúc đẩy và đưa cả hai trở thành những biểu tượng của thế giới đương đại. Song, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Giờ đây là lúc mà cả Messi và Ronaldo đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, thì thời gian cho những người hâm mộ như chúng ta được chứng kiến hai vĩ nhân này thi đấu không còn nhiều. Và khi đã đi đến chặng gà cuối cùng, nhiều người dù muốn dù không cũng phải công nhận rằng với chiếc vô địch World Cup, có lẽ Messi đã vượt qua Ronaldo để tiến về đích. Cái đích mà anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, chấm dứt cuộc ganh đua và tranh luận kéo dài gần 2 thập kỷ. Nhưng dù có được chiếc cúp thế giới, thứ danh hiệu mà Ronaldo còn thiếu duy nhất và cũng là khao khát nhất, nhưng Messi vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng trên bàn cờ này. Suốt sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu, xuất sắc đến như vậy, nhưng Messi vẫn còn thua Ronaldo tại đấu trường Champions League, nơi mà người ta ưu ái gọi huyền thoại người Bồ Đào Nha là Mr. Champions League. Tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong thời gian sắp tới. Như chúng ta đã biết, sau những lùm xùm xoay quanh câu chuyện về đội bóng cũ Man United và cũng có lẽ bởi thành tích không tốt tại World Cup mà Ronaldo đã quyết định không còn chơi bóng tại đỉnh cao châu Âu mà chuyển tới Al Nassr. Nhìn hình ảnh Ronaldo cười vui vẻ trên chuyến bay đến Ả Rập Xê Út hay được chào đón nồng hậu, thì trong lòng các fan bóng đá trên khắp thế giới cũng có chút mang mát buồn. Bởi giờ đây không còn được thấy những bước chạy của anh trên mặt cỏ châu Âu chơi thứ bóng đá đỉnh cao và quyến rũ như anh đã từng. Đặc biệt là không còn có thể nhìn thấy con quái vật này ra sân tại Champions League. Nhưng nỗi buồn của người này lại thường là niềm vui của người khác. Trong trường hợp này là của Messi. Không còn Ronaldo tại Champions League, giờ đây Messi đeo một mình một ngựa để từng bước sô đổ những kỷ lục tưởng chừng như không thể phá vỡ mà Ronaldo đã giành được. Đầu tiên, Ronaldo nắm giữ số lần ra sân kỷ lục tại Champions League với 183 trận đấu. Còn đối với Messi, trong thời gian khoác áo Barcelona và mới đây là PSG, anh có 161 lần ra sân tại sân chơi này, kém Ronaldo 22 trận. Đây là một con số không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể đạt được vì Messi vẫn kém Ronaldo 2 tuổi và vẫn có thể thi đấu đỉnh cao tại đây trong 2-3 mùa nữa. Tính ở mùa này, nếu cùng với PSG tiến đến trận đấu chung kết, thì Messi sẽ có thêm 7 lần ra sân nữa để thu hẹp khoảng cách trên với Ronaldo. Và nếu cứ cùng PSG hoặc bất kỳ câu lạc bộ nào trong tương lai thi đấu tốt và tiến sâu tại Champions League, con số 183 trận đấu là điều mà huyền thoại người Argentina có thể dễ dàng đạt được. Tiếp theo là một kỷ lục khác cũng hoàn toàn nằm trong khả năng của Mbunga nếu anh giữ được phong độ như hiện nay. Đó là kỷ lục 140 bàn tại Champions League của Ronaldo. Khi còn thi đấu đỉnh cao, rõ ràng Ronaldo nổi tiếng bởi khả năng dứt điểm và đánh hơi bàn thắng, nhất là tại Champions League. Cũng thật dễ hiểu khi con số 140 bàn đã nói lên tất cả. Đối với Messi, anh có được 129 bàn cho đến lúc này. Tính riêng mùa này, anh đã có 4 bàn sau 5 trận cho PSG. Chỉ 11 bàn nữa thôi, rõ ràng nằm trong khả năng nếu Messi còn được thi đấu trong một đội hình toàn sao với Mbappe hay Neymar. Kỷ lục tiếp theo có lẽ là khó khăn hơn hai kỷ lục trên. Ronaldo mùa 23-24 đã có tới 17 bàn tại Champions League và anh cũng là cầu thủ từng ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League. Mùa giải bùng nổ nhất của Messi cũng chỉ chứng kiến anh ghi được 14 bàn cho Barcelona trong mùa 21-22 tại Champions League. Kỷ lục này khó đối với Messi, bởi giờ đây anh thi đấu lùi sâu hơn, tham gia nhiều hơn vào công đoạn kiến thiết lối chơi, chứ không còn là hạt nhân đầu ra như những ngày còn trẻ. Ngoài ra, khi phải thi đấu tại PSG, Messi cũng không phải là mũi nhọn trong khâu ghi bàn, khi họ đang sở hữu Mbappe quá khủng khiếp trong khâu ghi bàn. Ronaldo, đối với biệt danh Mr. Champions League, luôn có mặt đúng lúc đồng đội cần và luôn tỏa sáng. Thế nên, Ronaldo vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại trực tiếp Champions League. Không chỉ giỏi phạm gà ở những trận đấu vòng loại, mà Ronaldo cũng rất uy tín khi đối đầu với nhiều đội bóng lớn ở vòng loại trực tiếp. Con số 67 bàn thắng, gần một nửa số bàn thắng anh ghi được tại đấu trường châu Âu trong khuôn khổ playoff đã chứng minh điều đó. Còn Messi hiện nay sở hữu 49 bàn trong cùng thống kê. Mùa giải này cũng chỉ vừa bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, thế nên cơ hội để Messi có thể rút ngắn khoảng cách và vượt qua Ronaldo trong vài mùa nữa cũng hoàn toàn khả thi. Một kỷ lục nữa mà Messi có thể phá vỡ chính là số lần đoạt chiếc giày vàng Champions League. Messi đã 6 lần giành danh hiệu vua phá lưới sân chơi này, nghĩa là anh chỉ còn kém Ronaldo đúng một lần.
Nhưng lần cuối cùng mà Messi làm được điều đó, đó là mùa giải 2018-2019. Trong mùa giải này, Messi mới chỉ có 4 bàn sau 5 trận đấu, trong khi hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Mbappe và Mohamed Salah, mỗi người đã có 7 bàn. Để có thể xô đổ kỷ lục này của Ronaldo ngay mùa giải này là tương đối khó khăn với Messi. Tuy nhiên cơ hội dù là rất nhỏ nhưng vẫn có thể xảy ra. Nếu mùa này không được thì cũng không sao cả. Messi chưa có ý định rời bỏ bóng đá châu Âu. Thế nên, khả năng để anh có được danh hiệu vua phá lưới Champions League vẫn còn ở mùa sau. Nhắc đến Champions League, rõ ràng không ai có thể bỏ qua Real Madrid, ông kẻ của giải đấu. Và cầu thủ góp phần không nhỏ vào thành công này cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chính là Ronaldo. Phong độ đỉnh cao của Ronaldo đã giúp Real Madrid 4 lần liên tiếp chạm tay vào chiếc cúp tay vòi. Tiền đạo đang khoác áo Al Nassr cũng từng một lần lên ngôi cùng Man United tại sân chơi này. Messi cũng không kém cạnh khi cùng với Barcelona thâu tóm 4 chiếc vô địch Champions League. Chỉ một chiếc vô địch nữa thôi. Nếu có thể vô địch một lần nữa, Messi sẽ sang bằng kỷ lục này của Ronaldo, người đang nắm giữ kỷ lục vô địch Champions League nhiều nhất với 5 lần. Một hạng mục nữa mà Messi có nhiều khả năng sẽ vượt qua được Ronaldo là trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 3 trận chung kết Champions League. Messi chỉ kém Ronaldo một lần ở hạng mục này, khi anh từng ghi bàn trong 2 trận chung kết trước Man United vào các năm 2009 và 2011. Chỉ một bàn tại chung kết nữa thôi, Messi sẽ sang bằng kỷ lục của Ronaldo. Và nếu đó là cú đích ngay tại mùa giải này thì sao? Sebastian Haller, cầu thủ đang phải chống chọi căn bệnh ung thư tinh hoàn, là cầu thủ duy nhất cùng với Ronaldo từng ghi bàn trong cả 6 trận vòng bảng Champions League. Messi đã ghi 4 bàn ở 3 trận đấu khác nhau ở Champions League mùa này, nhưng anh không ghi bàn trong 2 trận gặp Juventus. Vì vậy, để trở thành cầu thủ thứ 3 làm được điều đó, Messi phải nỗ lực gấp bội và phải chờ ít nhất là đến mùa sau. Một kỷ lục nữa mà Messi phải đợi đến ít nhất mùa sau mới có thể phá được là ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Champions League. Thành tích cao nhất của Messi mới chỉ là ghi bàn trong 5 trận liên tiếp trong 2 năm 2014 và 2016. Đáng chú ý là Messi nếu muốn phá vỡ kỷ lục trên của Ronaldo sẽ phải bắt đầu lại ở trận đấu gần nhất với Juventus, nơi mà Ecuga đã không thể ghi bàn. Ngoài ra, Messi có thể săn bằng kỷ lục 4 lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League của Ronaldo nếu giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa này. Điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của Messi vì anh đã có 4 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Messi đã có 12 lần lọt vào danh sách này. Con số trên sẽ tăng lên 13 nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời như ở vòng bảng. Nhưng để san bằng thành tích của Ronaldo là điều rất khó khăn với Messi, bởi Ronaldo từng có tới 15 lần lọt vào đội hình này. Đó là những kỷ lục của Ronaldo mà Messi có thể xô đổ để trở thành Mr. Champions League và chấm dứt mọi cuộc tranh luận. Còn theo bạn, trong số những kỷ lục trên, Messi sẽ vượt qua được bao nhiêu kỷ lục của Ronaldo?